Người cuối cùng mà mình muốn gặp ở trong Minecraft cũng đã 2 tuần kể từ video mà mình đưa Bảo là hay là Zerot á vào thế giới này của mình. Và ở trong video đó mình có nói về một người mà mình rất là lo lắng khi mà mình mời, và chắc có lẽ các bạn cũng đang tò mò là người đó sẽ là ai. Mình nói rằng tối hôm đó mình sẽ ngỏ lời mời người ấy vào trong cái thế giới này của mình. Tuy vậy thì lúc đó mình vẫn chưa có đủ can đảm, và thực tế thì mình cũng không chắc rằng mình có mời được người này hay không. Nhưng mà rồi mình cũng đã đi đến quyết định. Vào đầu tuần này mình đã ngỏ ý mời người đó. Và thực sự đây là một trong những dòng tin nhắn khiến mình lo lắng nhất từ trước tới giờ. Cũng đã 3 năm kể từ lần cuối mình nhắn tin với anh ấy. Và thực sự là một cảm xúc gọi là rất là khó tả, khi mà chỉ có ngồi chờ cái tin nhắn này được xem và được trả lời. Và mình nghĩ rằng các bạn cũng đã biết đó là ai. Và thật bất ngờ là anh ấy đã đồng ý. Đúng là một cảm xúc khó tả khi nhận được một tin nhắn đồng ý đến từ anh ấy. Và thực tế thì mình nghĩ rằng mình và anh ấy không nên gặp nhau ở trong thế giới này. Mình có một kế hoạch tốt hơn, một nơi tốt hơn để cho bọn mình có thể gặp nhau. Và sẽ không có gì tuyệt vời hơn một trong những nơi đầu tiên mà giúp cho các bạn nhớ đến bọn mình. Có thể một vài các bạn đã nhớ đó là một năm trước mình có làm video về thế giới đó rồi, và mình có giữ file lưu của cái thế giới đó. Nhưng mà vì một lý do gọi là xui xẻo, mình đã làm mất cái file lưu đó đi. Có nghĩa là hiện tại mình sẽ phải xây tất cả những cái khu đó lại từ đầu, gần như là tất cả thôi, không phải là tất cả đâu, gọi là một phần nhỏ nhỏ của cái khu ở trong cái map đó lại từ đầu. Và đó sẽ là một nơi vô cùng đặc biệt. Không chỉ vậy, đó chính là mình sẽ mời những người ở trong team cũ vào trong chung cái video đó để cho các bạn có thể được một lần thấy lại bọn mình. Tuy vậy thì vẫn có một vấn đề lớn nữa. Đó là dạo gần đây thì mình có hơi dính dáng tới một vài, không phải là một vài mà chỉ có một mà thôi, một cái drama nho nhỏ. Và điều đó là mình đã không còn liên lạc tới một trong những thành viên gọi là thân thiết nhất đối với lại team cũ của mình. Thế nên ở trong video đó rất tiếc phải thông báo với mọi người rằng thành viên đó sẽ không xuất hiện. Và mình đăng video này lên chủ yếu là để nói lên cảm xúc của mình khi mà mình được anh ấy đồng ý để chúng ta có thể thực hiện video này, và cho tất cả các bạn có thể một lần nữa, cũng có thể là lần cuối cùng và cũng không biết được, thấy được gần như là tất cả bọn mình đứng chung ở trong một video. Và như các bạn thấy ở đây, mình có một vài cái thế giới, và cái thế giới mà mình gặp anh ấy sẽ là thế giới Output 1288. Nó vẫn còn được giữ nguyên bản gốc cái tên của nó. Tuy vậy thì tất cả những công trình ở trong cái map đó đã biến mất rồi, và mình sẽ phải xây lại. Chi tiết hơn thì có lẽ mình sẽ kể ở trong video mà bọn mình nói chuyện. Thì wow, thực sự là mình nổi hết da gà và mình rất là run. Oh, ok. Bọn mình sẽ gặp nhau vào chủ nhật này. Và có thể video sẽ đến sau đó một vài ngày. Có thể. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra xem, và chúc anh em có một buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Bye bye nhé. Rất vui được nói chuyện với anh em.